Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thi đua thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chị em phụ nữ trên địa bàn. Kế thừa và phát huy những kết quả của các nhiệm kỳ trước, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa trong 5 năm qua đã chứng minh được bản lĩnh của thế hệ phụ nữ kế tiếp. Lãnh đạo phong trào đạt được nhiều kết quả nổi bật thông qua thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, và đặc biệt thực hiện một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao, thì phụ nữ chính là một trong những lực lượng nòng cốt trong thực hiện chủ trương này. Một trong những khâu đột phá mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ qua, đó là tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thông qua phát triển phong trào thi đua, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chị em ở các cấp hội đã tích cực đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi, phá bỏ vườn tạp sang trồng cây có năng suất cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chuỗi hàng hóa, sản phẩm chủ lực của mỗi địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua việc phối hợp tổ chức trên 300 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 18.000 lượt chị em tham gia. Tín chấp cho chị em phụ nữ vay vốn qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quỹ Tiết kiệm Tín dụng VSLA, góp vốn xoay vòng để chị em phụ nữ phát triển kinh tế. Đồng thời, Hội Phụ nữ huyện cũng đã triển khai nhiều việc làm thiết thực nhằm tiếp sức cho các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, giúp những phụ nữ yếu thế vươn lên làm chủ trong sản xuất kinh doanh. Qua 5 năm, đã có hơn 400 phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 116 phụ nữ đạt cấp huyện. Các cấp hội phối hợp giúp được 279 phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo theo chuẩn đa chiều. Tôi đã tham gia các chương trình theo chi hội phụ nữ, theo cái chương trình được đi học tập khoa học kỹ thuật của bên chăn nuôi và trồng rừng, được tập huấn theo cái khoa học kỹ thuật về áp dụng theo cái mô hình để tạo điều kiện để làm kinh tế phát triển trong gia đình. Nội bộ bây giờ gia đình cũng gọi là khá giả hơn mấy năm trước ạ. Trong cái nhiệm kỳ thì hội cũng đã duy trì và thực hiện cái phong trào phụ nữ phát triển, giúp nhau phát triển kinh tế thì có cái đạt cái hiệu quả cao. Thứ nhất là hội cũng thường xuyên là tuyên truyền vận động hội viên thì và phối hợp tập huấn về cái mảng khoa học kỹ thuật và ứng dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt, và đồng thời thì lựa chọn những cái hội viên mà có nhu cầu mà học nghề thì sẽ tham gia các lớp học nghề ở tại địa phương. Thì hội cũng đã tuyên truyền và hướng dẫn cho hội viên để tiếp cận với cái nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì có trên 300 hội viên được vay vốn ưu đãi và cũng đã phát triển. Qua kiểm tra giám sát thì cũng đã thấy là các mô hình thì cũng đã phát triển vay vốn và phát triển có hiệu quả. Phụ nữ hiện đại vừa tự chủ về kinh tế, giỏi việc nước và thực hiện thiên chức của mình. Và điều đó thể hiện qua việc các tầng lớp phụ nữ huyện Định Hóa, kể cả lao động nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ hay công chức nhà nước, thì họ vẫn luôn xây dựng gia đình mình ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt. Là lực lượng lao động chiếm đến 50% lực lượng lao động ở nông thôn, chị em đã phát huy được tính tự chủ, sáng tạo, tham gia thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện, của địa phương, mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để tăng thu nhập cho gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài địa phương.
tập trung đầu tư phát triển kinh tế theo quy mô gia trại, trang trại, thành lập hợp tác xã. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều trang trại, gia trại do phụ nữ là chủ hộ, làm ăn có hiệu quả, mang lại lợi nhuận thu nhập cho gia đình từ 100 đến 800 triệu đồng mỗi năm. Tôi luôn cố gắng nỗ lực trao dồi những kinh nghiệm và học hỏi những cái chuyển giao công nghệ khoa học về để áp dụng với cái ngành nghề của mình. Gia đình tôi hiện giờ là vẫn đang chăn nuôi sản xuất, chăn nuôi lợn thịt, chăn nuôi lợn thịt thương phẩm. Và ngành nghề chính mà bây giờ tôi lựa chọn đó là sản xuất ra mì gạo bao thai Định Hóa. Trong thời gian qua thì tôi cũng rất là cố gắng và hiện giờ thì sản phẩm của tôi rất là phát triển, có thị trường rồi. Trong năm 2018 bắt đầu thành lập hợp tác xã thì sản phẩm tôi cũng đã cố gắng và làm được công nhận là sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực. Và đến năm 2020 thì sản phẩm của tôi đạt sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực 28 tỉnh phía Bắc và sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên. Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, có trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ cao, từng bước khẳng định vai trò, khả năng, trí tuệ và sự sáng tạo của mình, đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý của từng ngành, từng địa phương. Trong công tác, đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, tích cực trong học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong lao động sản xuất, thường xuyên trao dồi phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, tự khẳng định mình ở từng vị trí công tác. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chính quyền ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Là một cán bộ lãnh đạo nữ thì tôi cũng xác định là mình cần phải cân đối hài hòa giữa công việc xã hội và công việc của gia đình, đặc biệt là phải thực hiện tốt cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Thì tôi cũng luôn cố gắng nỗ lực sắp xếp, bố trí công việc hợp lý. Thì bản thân tôi trước hết là cũng luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan đơn vị và sự chia sẻ của các đồng chí cán bộ trong cơ quan. Từ đó thì tôi cũng có thêm cái điều kiện để học tập, trao dồi kiến thức, nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó thì tôi cũng cố gắng sắp xếp hài hòa công việc để gia đình cũng luôn được ổn định, hạnh phúc. Và từ đó thì cũng có thêm cái sự chia sẻ của các thành viên trong gia đình để tạo cái điều kiện và tạo động lực cho tôi có thêm cái điều kiện công tác xã hội tốt hơn. Bằng những mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền trên 500 cuộc với trên 23.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Từ kiến thức được trang bị, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả tại gia đình, nơi cư trú, nơi công tác, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động của 208 câu lạc bộ, xây dựng gia đình 503 sạch, 188 mô hình chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới với chủ đề ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, 111 mô hình thu gom rác thải và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, 79 mô hình 10 chung 1, 7 mô hình đường hoa điểm và hiện đã nhân rộng trồng được 30 km đường hoa tại các chi hội cơ sở, khuôn viên cơ quan, đơn vị trường học, v.v. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Cường có 8/8 câu lạc bộ xây dựng ra đang 503 sạch. Thì các câu lạc bộ thì vẫn duy trì hoạt động tốt, hiệu quả. Ví dụ như trước khi thành lập thì các chi hội cũng đã xây dựng cái quy chế hoạt động là ví dụ tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào những cái ngày cuối tháng. Thì đó là phát động thì cứ hàng tháng thì chị em cứ theo nề nếp là chị em sẽ ra quét dọn đường làng ngõ xóm và làm cỏ đường hoa. Thì hiện nay trên địa bàn xã thì cũng có 6/8 cái câu lạc bộ là có đường hoa, tổng chiều dài đường hoa thì hơn 5.000 mét đường hoa. Thì đã góp phần vào
được thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị em biết sắp xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ và biết cách, ví dụ như là đi chợ thì cũng biết lựa chọn những cái thực phẩm an toàn thực phẩm cho hộ gia đình. Và cái nữa là giúp cho chị em là ví dụ như là hàng tháng sinh hoạt câu lạc bộ thì các chị em cũng chia sẻ trao đổi những cái kinh nghiệm về nuôi dạy con, rồi là những cái tuyên truyền vận động chị em mà chấp hành tốt những cái chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó thì cũng giúp chị em thì góp phần xây dựng và gia đình nó ấm bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trong những năm qua, cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện Định Hóa luôn quan tâm, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao với phương châm mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phù hợp để bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong 5 năm đã thành lập và duy trì hoạt động của 180 câu lạc bộ bóng chuyển hơi và nhiều câu lạc bộ văn nghệ khác trên địa bàn toàn huyện. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, hội viên phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hội viên phụ nữ trong toàn huyện tiếp tục khẳng định vai trò và những đóng góp cho sự phát triển trong phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Phụ nữ thị trấn Chợ Chu chúng tôi đã tổ chức rất nhiều những cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút được đông đảo chị em hội viên phụ nữ tham gia, như là tổ chức hội thi kéo co, tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ, tổ chức liên hoan dân vũ khiêu vũ, tổ chức hội thi duyên dáng áo dài trình diễn trang phục dân tộc, rồi tổ chức giải bóng đá nữ. Ngoài ra thì Hội Phụ nữ chúng tôi còn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền tới toàn thể chị em cán bộ hội viên phụ nữ, mỗi chị em hãy lựa chọn cho mình một cái hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp. Và hiện nay thì Hội Phụ nữ thị trấn Chợ Chu chúng tôi đã và đang duy trì 10 mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao, trong đó thì có 5 câu lạc bộ bóng chuyền hơi và 3 câu lạc bộ khiêu vũ, 1 câu lạc bộ bóng đá nữ và 1 câu lạc bộ xe đạp, thì qua đó đã góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần cho chị em hội viên phụ nữ và giúp cho chị em hội viên phụ nữ tự tin trong cuộc sống gia đình cũng như trong xã hội và trong mọi công việc. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa luôn xác định phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo không chỉ kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, mà qua đó còn góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc ở mỗi người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng. Qua 5 năm, hội đã vận động ủng hộ và tiếp nhận, hỗ trợ xây dựng được 40 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã chủ động kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, tặng mỗi năm trên 200 suất quà cho phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ đơn thân, 77 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Hàng năm, các cấp hội làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ Tết, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tổ chức hội còn thực hiện tốt các chương trình phối hợp về công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt trong năm 2020-2021, hội đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế ổn định. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã chỉ đạo 23 tổ chức cơ sở hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ra ban chấp hành khóa mới để lãnh đạo, dẫn dắt công tác hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở ngày càng lớn mạnh. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới, thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt các cái phong trào thi đua, các cuộc vận động và ba nhiệm vụ trọng tâm của hội. Trong đó thì tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên
thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế nhằm tạo điều kiện cho chị em có thu nhập cao, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 27/218 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Cùng với phát triển kinh tế, bám sát cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng về hội viên với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã phát huy được quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện, xã và tham gia Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Điều đó cho thấy vai trò, vị trí và uy tín của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nói chung và vai trò của phụ nữ nói riêng trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định và nâng cao. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ, tập thể cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã nhận được 2 bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 4 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và nhiều bằng khen, giấy khen khác của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì các cấp hội phụ nữ trên địa bàn toàn huyện đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của huyện nhà. Cán bộ hội viên phụ nữ vừa tham gia phát triển kinh tế, vừa chăm lo bảo vệ và xây dựng hạnh phúc gia đình. Các cấp hội đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đạt được những kết quả tích cực và được nhân dân đánh giá và ghi nhận. Ví dụ như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc, hay cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Và qua công tác hội và phong trào phụ nữ đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều cách làm hiệu quả. Ví dụ như là mô hình 10 trong 1, mô hình thu gom và xử lý rác thải, hay là mô hình đường hoa. Qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn cũng như góp phần làm bảo vệ môi trường. Nhìn lại kết quả đạt được trong 5 năm qua, có thể khẳng định Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đã gặt hái được nhiều thành công nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa ngày càng phát triển và thu hút nhiều hội viên tham gia gắn bó với phong trào hội, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần xây dựng ATK Định Hóa ngày càng giàu đẹp và luôn xứng đáng như lời Bác Hồ từng nói: Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ.